Lan Tường Vi Nhung xin chào toàn thể các quý bạn yêu Lan trên cả nước. Chúc cả nhà mình luôn luôn có những ngày tháng ngày sống vui, sống khỏe và lạc quan, tin tưởng trong cuộc sống. Phiên hôm nay là ngày 30 tháng 5 2022, mình có một chuyến đi rất là vui và ý nghĩa. Và trên đường về mình đã gom được một số lan trên lũng của đồng bào, cái tổ tấm lan mình hay quay và chia sẻ trên cái chợ lan của thành phố Cao Bằng các bạn nhé. Đây. Hôm nay không có gì nhiều đâu cả nhà. Cơ bản hôm nay mình báo cáo tin vui cho các bạn là mình đã đi phát quần áo tha hoàn thành nhiệm vụ thôi. Hôm nay có mỗi một mấy khóm lan này. Đấy, mình mang về trước, còn một số nữa thì mình không mang về được với lý do là mình còn phải chở thuốc về. Đấy, hôm nay mình gặp được rất nhiều cây thuốc và phát được cái lô quần áo là vui lắm rồi. Thế thì mình sẽ cho các bạn xem hình đầu tiên nhất trong cái lô hàng hôm nay, đó là cái phần cáo lai chồn ở nhà nha, cáo lai chồn. Ít khi gặp được cái lô này lắm. Đây là với cái lô cáo lai chồn này thì mình nói các bạn là dân có nói là năm ngoái đã nhìn thấy hoa có phân nhánh trong cái bụi này rồi, cây rất cao, có điều là không lấy xuống được thôi, mà mãi đến hôm vừa rồi mới đi lấy được. Thì đúng hôm qua mình vào thì mình gặp, thấy chiều nay mình mang ra, tối nay mình đang bán luôn cho nó tươi. Có một cây phân nhánh cả nhà, nhưng không biết là cây nào với cây nào, có lẽ là mình sẽ mà mình bắt buộc mình phải bán theo là hàng thường chứ không nói hàng phân nhánh được, bởi vì nó không có phân nhánh là mình sao mình làm nói là phân nhánh được, đúng không ạ? Đây nhưng cái giá cả nó sẽ cao hơn, nó sẽ cao hơn so với cái dòng bình thường ở nhà nhá, bởi vì ít khi có lắm. Dòng cáo này nó hoa nó rất là đẹp. Đây là cáo số 1, hai cây cáo lai chồn này là 180.000 đẹp không, lá đúng là cáo lai chồn luôn, nó giống như cây chồn ấy. Dòng này ít có không nhỉ nhá, 180.000 cho cặp này. Con cặp số 2 một mẹ hai con. Đây là cáo lai chồn một mẹ hai con, một con này thì nó bị mất lá rồi. Thế tính là một mẹ hai con này 150.000 cho cặp này. Còn cặp số 3 cũng một mẹ một con, một mẹ bồng con, như cây này là cây con thì có vẻ là trưởng thành rồi. Đấy, cây này trưởng thành rồi, to rồi. Đấy, cũng là 150.000 đúng, còn nó phải là 160-170 cây, nhưng mình bán lô số bằng 150.000 nhá. Tiếp đến là cái hình số, đây là cái combo số 4. Đây là của bạn Hải đây, hôm trước mình đã đăng bán và mang về. Cái cây này là có người chốt rồi đấy, nhưng có điều là bây chờ cái hàng của áp áo lâu quá cho nên là mình không gửi được hàng. Chính vì vậy hôm nay mình phải bán thanh lý với cái giá giúp dân rất là bèo bọt. Một cái combo này gồm có hài thanh đạm sữa thì có thể là ta trồng được 2 chậu, và hài dâu xanh cũng trồng được 2 chậu. Hoa thanh đạm sữa nở vào đúng dịp 8 tháng 3, hoa rất là thơm và rất là đẹp. Và đây hài dâu xanh thì nó nở vào tầm tháng 8, tháng 9 này thì có hoa rồi. Thì tất cả đều ta có thể ghép được 2 chậu. Và hài Helen cũng qua mùa hoa rồi đấy. Cái này người ta bán 350.000 một cân loại này đấy. Và còn gồm có 4 cây cáo lai chồn của cái lô cáo lúc nãy mình thấy nó dư ra, mình cho vào đây để bán cho nó thành combo. Và một cây phục lọng này hôm trước mình đã bán cho khách đây, mình đã nói cho Huy Đông Hà Nội và cho mấy người, ví dụ bạn Thanh ở Bắc Giang chờ đợi hàng không được cho nên là hôm nay mình phải bán dồn vào combo. Và đây là kiếm giáo đây. Đấy, combo này các bạn ủng hộ mình nhé, coi là ủng hộ dân, 250.000. Hôm nay lên trên, hôm sáng nay lên lũng thì bạn Hải có hỏi là cái hàng của em bán được chưa, mình bảo ôi đã bán được đâu, vẫn còn ế ỏng ế eo ra cổ thế hết. Còn đây là cái combo mình quay ở chợ ngày hôm qua mình bán giúp dân đây, và họ đã đeo gửi đến tận nhà, mình mang đến đây mình ký gửi bán giúp đây là 200, mình kêu gọi là 350.000 cả nhà nhé, cùng có 4 cục có hương vani. Và đây là chậu cáo số 5, cây cáo số 5 đây là bản lá, dòng lá kiểu như là bản lá dày và to chứ không phải là cáo bình thường, lá nó rất là dày và bản lá to này này, nó ít khi có cả nhà nhé. Cho nên hôm nay là bán theo cái giá là lá to. Đấy, lá nó rất là đẹp. Đây là dáng dừa. Đấy, đang cây dừa đây. Cái này thì là một mẹ một con nhỏ đấy cả nhà nhá. Đây là vẫn còn bám ở trên cục gỗ nguyên si đây, chồng gỗ mục đây, chồng mới là
dân mới khai thác về tối hôm qua mình đến thì đã thấy rồi. Họ vừa về thì cho nên là hôm nay mình bê về luôn để bán giúp dân luôn. Còn một số văn đa mình không lấy, nặng quá, bởi vì mình còn chở thuốc kia kìa. Đấy, cây này là 950 cả nhà nha, 950 các bạn đây này, không phải là hàng bóc rời đâu. Đây là vẫn còn ở cục gỗ đây, cục gỗ mục đây. Đây là phân nhánh 3 các bạn nha, phân nhánh 3. Hàng phân nhánh 3 là 950. Cây này đẹp quá trời luôn. Tiếp đến hình số 6. À, đây là có hai mẹ, tức là hai cây to. Hai cây to thì đều là phân nhánh đôi. Vòi hoa rất là mập này. Có hai phân nhánh này, đây hai phân nhánh này. Có hai cây. Thì mỗi một cây, cây này phân nhánh tức là hai cái vòi phân nhánh này là của hai cây các bạn nhé. Và tiếp đến còn hai cái vòi thường nữa đây, rất là mập. Đấy. Mà gồm có tất cả có bao nhiêu con nhỉ? Có 3 con, tức là hai cây to và hai cây con. 4 vòi hoa rất là đẹp. Cái này là 1,5 triệu các bạn nhé. Đây nó vẫn còn trong cái bụi gỗ mục đây các bạn, chỉ việc đặt rồi, không phải hàng bóc cho nên là hàng an toàn lắm đây này. Đây, con của nó đây, ôi sao tối thế nhỉ. Đây này con nó, về các bạn sẽ tỉa ra để cho con nó ngoi ra để mọc nhá ở nhà nhá. Nó đang đẻ thêm con nữa rồi. Ôi giời đau chấn vạn bước đây. Đấy, cái chậu này là 1,5 triệu đẹp lắm cả nhà, đẹp thật sự luôn, lá bản lá to đùng luôn, giống như lá Huệ Đồng ấy cả nhà. À, đây là cái giò cáo của A Báo mình quay cậy tại phiên chợ trưa hôm qua, đúng rồi, trưa hôm qua. Thì cái số 20 này nếu nó không nhầm thì là 600.000 cộng thêm 3.000 tiền cước nữa, tức là tiền hộp nữa. Đấy, mình nói luôn các bạn thấy. Cho nên là cái giò này rất là đẹp luôn, 6 vòi hoa cơ. Nó có 2 vòi hoa màu xanh, đây các bạn cùng xem đây. Và 2 màu hoa lửa. Hoa lửa đây. Hoa lửa đây. Đấy, các bạn thấy không? Đẹp không? À, 600 cộng 3 mình tiền đóng hộp. Đóng hộp và thu tiền hộ đấy. Tiền hộp đã 3.000 rồi cả nhà. Và bên trong này nữa là một cây cáo. Cây cáo có một cây cáo sóng tôn. Cây cáo sóng tôn đây. Đấy, cây cáo sóng tôn. Cái này mới có mấy con nhỉ? 1 cây, 2 cây, 4 cây. 4 cây nhưng mà cây đẹp quá trời luôn cây này. Vòi hoa của nó dài, nó mập thế này cơ mà các bạn nhé. Cáo Cao Bằng là đặc sản rồi. 800.000 các bạn nhé. À, có một cây không số. Cái này thì mình chưa kịp ghi tên. Tuổi thì ông xã mình lại ghép vào mất rồi. Cái hàng này là dự tính mình bán luôn. Bởi vì hôm qua mình mang từ chợ về lúc muộn mà. Không kịp đem, dân mang ra muộn quá. Đây có một cây cáo phân nhánh 3. Thì cái vòi phân nhánh 3 bị gãy rồi đây này. À, phân nhánh 3 thì mình nhìn thấy rồi, không phải là mình nghe dân nói mà chính nó là có phân nhánh 3. Nó bị gãy rồi này. Đấy, lúc mang về lúc đấy là nó bị gãy, hoặc là cái vòi nó cứ đâu ấy. Khi mang về nhà mình vẫn còn thấy mà. Đấy, phân nhánh 3 cái này, đây là bản lá xếp mà dày to, bản lá to, to đùng luôn. Đấy. À, có lẽ là mình bán một cây giờ này đi, còn cây này thì tính khác đây. Cây này là của khác, là của hai chủ mà. Đấy, cho nên là cây này thì cây tức là một cặp. Đấy. Cây này thì mình riêng cây này mình phải bán có 500 rồi. Cây cáo phân nhánh 3 này 500.000 rồi. Có điều là gãy, nếu không gãy thì nó có 700, 800, 900. Đấy, cây này đây là lá xếp đẹp cả nhà nhá, bản lá to dày, cực kỳ to luôn cả nhà thấy không ạ? Đấy. Mình bán 500.000. Đấy, còn cây này nữa, nếu bạn nào lấy cả chậu này ok là 800.000 cả nhà nhá. Phân nhánh 3, cây bên này là không phân nhánh đâu cả nhà. Có lẽ là mình cũng dừng video cái bán lan ở đây. Và lát nữa mình sẽ nối tiếp cái video của buổi chiều tối hôm nay. Chiều, tức là tầm 1 giờ chiều, tầm độ 3 giờ. Thì mình đã gặp một tổ đi lấy kiếm dược dược liệu về bán. Đeo những cái gùi cây dược liệu ấy. Nhìn rất là khổ. Để các bạn sẽ xem video của mình nhé. Và mình sẽ kêu gọi ủng hộ các bạn ủng hộ mình đấy. Rồi có lẽ mình xin phép dừng video tại đây. Xin chào và cảm ơn các bạn cả nhà nhé. Nói nhiều lúc nó nhiều mất đấy. Mình đang là đã đến cái điểm mà đỉnh đèo, gần là đỉnh đèo, chưa đến đỉnh đèo đâu, lưng trường đèo.
Nhưng mà như thế là quá là cao rồi. Mà mình đã nhìn thấy cây thuốc, mình đã dừng lại. Đấy, những cây thuốc này rất là cần thiết trong cái vấn đề là về chị em phụ nữ hoặc là phụ nữ chúng ta đấy, đúng rồi. Thì thường thường là bị u, bị hạch. Thì dùng cây này rất là hiệu quả, rất là tốt. Và phía bên kia thì rất là nhiều cà gai leo. Ôi, không ngờ đến đây rất là nhiều cây thuốc. À, cây này thì mình không biết tiếng kinh nó là bao nhiêu. À, tiếng gì? Quên, tiếng kinh bao nhiêu mình chết rồi. Tiếng kinh là gì? Thì mình chỉ biết là tiếng Tày nhưng khó nói quá. Đọc nó khó lắm, không nhớ hết. Ừ, thơm mùi như mắc mật. Ôi, thơm thế. Thơm mùi như là lá quất hồng bì mắc mật ý. Nó thơm cực kỳ luôn. Đó, mình sẽ hái về để mình cho mọi người biết. Thôi, mình tiếp tục lại đi. Có cái gì hay mình lại tiếp tục chia sẻ với bạn. À, lát nữa lên trên đỉnh đèo kia thì mình sẽ xem cái mùa hoa lan đất đã nở chưa. Và những cái cây hoa, phải nói là nó hoa cúc rừng nó đẹp lắm cả nhà. Mình sẽ tiếp tục làm video cho bạn xem nhé. Hôm nay mình đi gặp một đội của quân. Đi lấy cây gọi là cây bằng bông về bán này. Một cân có được 10.000 thôi cả nhà nhá. Có được 10.000 thôi. Thế mỗi một bó này được bao nhiêu cân hả con? Hả? Một bó này không biết nữa. Không biết được bao nhiêu cân á. Đi lấy cả từ sáng này ra từ sáng á. Vâng. Từ sáng ra bằng này. Thì chỗ này cho nó là được 10 cân không? Nặng không? Không nặng đâu. 10 cân thì là được có 50.000 đúng không? Thế em bé này là bao nhiêu tuổi? Em bé bao nhiêu tuổi con? 10 tuổi. Thế có số điện thoại không? Số điện thoại đọc cho cô đi. Đọc số điện thoại để cô về cô. Có nhưng mà không mang. Thế làm sao mà ấy được? Thế thì là số điện thoại cô ở trong tờ giấy đấy nhá. Xong rồi nếu mà có gì về nhắn tin cho cô. Không có tiền gọi thì nhắn tin cho cô, xong cô gọi lại cho nhá. Cô là cô Nhung. Đấy. Hôm nay vô tình đi thì vào hàng và làng thì gặp một cây cáo bốn nồi hoa phân nhánh này, một bó phân nhánh hết cả nhà nhìn thấy không? Đấy. Xin được cả sọt về trở về luôn. Đấy, thế con gái năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 20 tuổi. 20 tuổi. Ừ, có người yêu chưa? Có chồng rồi. Ôi, có chồng rồi giá, có con chưa? Có. Thế á? À, ở bản nào con? Ở xóm Lũng Ca. Thế ở xóm mình có đông người không? Đông mà. Có bao nhiêu hộ? Chắc là có khoảng 40 mấy. 40 hộ thì hôm nào cô mang lên cho một lần. Và có ai có em bé, đang là em bé dưới 1 tuổi không? Có, cũng có nhiều. Có ai đang có bầu không? Có bầu, hình như là bây giờ vừa sinh ra hết rồi. Vừa sinh được bao nhiêu lâu rồi? Mấy tháng hoặc là 1 tháng hay nào? Khoảng những con khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thế thì nhiều quần áo lắm. Rất nhiều quần áo, được rồi. Hôm nào bác sẽ trở lên cho. Thì phải biết số địa chỉ, biết đọc là xóm nào. Bây giờ phải với điều kiện phải về gọi điện cho cô theo cái số điện thoại cô cho cung cấp nhé. 0981 936 048. Đấy là số Viettel. Còn số Vina sẽ liên hệ là 0982 854 347. Để khi bác mà mang quần áo đến, bác còn biết gọi địa chỉ để lấy à? Đấy thì mới biết được, chứ không thì không biết được. Đây là mẹ hay là gì? Hay là chị? Đây là chị. Sinh gái quá. Chị năm bao nhiêu tuổi rồi? Không biết nói tiếng Kinh thôi. Không biết nói tiếng Kinh á. Đây cái là Pi ăn không? Nhì Hà Pi. Nhì Hà 25 tuổi, cao giáo đẹp. Mà được nhiều nhất. Được nhiều nhất. Cái cây này là cây thuốc rất là tốt cho xương khớp. Và đặc biệt đi tiểu đêm nhiều lần. Hoặc là đặc biệt là cái bí tiểu nó là hiệu quả hơn tiểu đêm. Cây này rất tốt mà với cái giá Trung Quốc thu mua thì quá là rẻ, có 5.000 một cân. 10.000 chứ nhỉ? 10.000 một cân. Thế thì con em bé kia học lớp mấy hả con? Học lớp 4 á. À, bạn nhìn nó rất là thương. Đấy, quần áo thế này thì các bạn cố gắng đóng góp quần áo cho mình. Và có cặp sách thì sẽ cho mình xin cái cặp sách đồ dùng dép ấy để trẻ em. Thế em bé tên là gì con? Tuấn. Tuấn á? Tuấn á? Dạ. Thế con này có sinh năm bao nhiêu? 209. Hả? 209. 209 năm hay là 20? À, 10 mấy nhỉ? 209, 210, 12, 13 tuổi á?
Thế có người yêu chưa? Chưa. À, thì đừng đừng lấy chồng vội quá nhá. Đừng lấy chồng sớm quá, khổ lắm nhá. Nhá. Mai mốt làm cháu dâu bà nhá. Làm cháu dâu bà nhá. Gọi cháu dâu bà được rồi đấy. Đấy. Được rồi, thế tên là gì quên rồi? Lan. Lan, được rồi. Lan 13 tuổi. Thế bên này? Tên Vinh. Vinh nhá. Vinh. Vinh nhá. Vâng. Vinh, Vinh. À, Phung Vinh, rồi, Phung Vinh. Thế là 20 tuổi, còn chị tên là gì? Vinh. Chị Vinh, tên trùng nhau nhiều quá. Đây là cải biến, ngày xưa còn tên dí nhiều đúng không? Vâng. À, Vinh là 25 tuổi. Đây là, tất cả đây là một cùng cùng xóm, phải không? Cùng xóm, đúng không? Ừ. Thế thì hôm nào xuống này, lại quên tên rồi. Tên Lan. Lan. À, đây các bạn nhìn nhau, quần áo cũng rất là khó khăn, quần áo nó mốc hết cả lên rồi mà cũng không có quần áo mà thay. Thì được rồi, hôm nào sẽ chính bản thân bà sẽ đèo lên cho nhá. Bà sẽ đèo lên cho quần áo trẻ em và quần áo con gái bà sẽ chọn cho nhá. Rồi. Thế nhớ về nhớ là liên Hà Lạc nháy nhắn tin vào số cho bác nhá. Nhắn là cháu là bốn chị em, cháu là Lan, bốn chị em đi lấy cây cút mây về gặp bà trên đường, nhớ chưa? Rồi. Thế thôi, thế thì bà cũng thôi chào, xin chào và chúc mấy chị em là thật nhiều sức khỏe và sẽ có một dịp gặp nhau sớm nhất. Bác sẽ mang quần áo lên nhé. À, quên tên thằng gì rồi nhỉ? Tuấn. Tuấn, này lại quên tên. Tuấn, ra Tuấn chào mọi người đi. Không biết nghe tiếng Kinh à? Thế thôi được rồi nhé. Thế rồi, thế bà đi nhá con nhá, bà chào con nhá. Qua cái hình ảnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy đồng bào đây rất là khổ, khổ thật sự và khổ thật sự. Các bạn giữ cái khuẩy tức là cái khuẩy để đeo ở đây để đi lao động thì nó đã cảm thấy nó quá là mục nát rồi. Đấy, cái áo thì mốc đến mức độ không tưởng tượng nổi mà người ta vẫn còn mặc thì người ta rất là hồn nhiên. Đấy, các bạn thấy không? Thế chính vì vậy thì mình kêu gọi các bạn trước tiên là mình sẽ lên một lần khảo sát đến khu vực này xem có những gia đình nào nó cảm thấy nó cần giúp đỡ về tài chính thì mình có thể là mình sẽ kêu gọi các bạn. Còn quần áo thì mình xin các bạn ở gần nhất, ví dụ như các tỉnh thành có thể gửi ô tô được. Còn miền Nam mình ấy thì có lẽ là mình không nhận nữa bởi vì cái tiền cước nó quá cao, mình không tải nổi đâu, mình không tải nổi nữa. Và vừa rồi thì gửi ô tô thì có thể là nhiều người còn giúp đỡ mình chứ không mình có tuổi rồi mình cũng không thể đi làm mà để một mình mà ví dụ đây một sức mà mình hôm qua chở một chuyến quần áo đi thì quá vất vả. Nên mình chính vì vậy mình mong các bạn ủng hộ mình thật nhiều và với nhiều cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là gửi ô tô thì tiền cước nó rẻ hơn rất là nhiều. Thôi xin chào, cảm ơn các bạn. Thôi nhá, bác chào con. Đi nhá, tạm biệt. Các bạn thấy không, cái con đường ngoằn nghèo mà mình hôm nay là mình đi làm công việc phát quần áo đây. Đấy, bắt đầu là bây giờ là chiều rồi, mình ra sớm hơn hôm qua. Hôm qua mình vào đến khu vực này thì nó tầm độ 7 giờ 20 phút mình về vào đến đây. Đấy. Bây giờ là mình sẽ ra sớm hơn. Đấy, cái đường nó ngoằn nghèo thế kia cơ mà. Các bạn thấy không? Đây là trường học à.